Xin chào bạn, hôm nay Đức Minh Mobile xin giới thiệu bạn chiếc Oppo Joy Plus. Đây được xem như là bản nâng cấp của con Oppo Joy đã được Oppo ra mắt trước đây. Trước tiên thì chúng ta cùng mở hộp xem chiếc Oppo Joy Plus này có gì đặc biệt không. Đây là chiếc Oppo Joy Plus, trông nó khá nhỏ gọn và thiết kế của nó thì khá giống với chiếc Oppo Joy. Đi kèm theo trong máy thì cũng có sách hướng dẫn. Pin của Oppo Joy Plus là dung lượng nó là 1700 mAh, kèm với đó là sạc và cáp cùng với là tai nghe. Bây giờ mình đã cầm trên tay chiếc Oppo Joy Plus, phiên bản mình giới thiệu các bạn đó là phiên bản màu tím than. Và đây thì chiếc Oppo Joy Plus thì trông nó khá là nhỏ gọn. Nó được màn hình của nó là 4 inch, cùng với đó là chất liệu nhựa cao cấp giống như người đàn anh, nhưng mà sự phối hợp màu sắc trên Oppo Joy Plus nó nhìn nó tinh tế và ấn tượng hơn người đàn anh rất nhiều. Thay vì hai màu đen và trắng như trên chiếc Oppo Joy thì Joy Plus được khoác lên mình một phiên bản màu xanh tươi trẻ và thanh lịch, cùng với đó là lớp viền sử dụng công nghệ mạ điện không dễ phai màu. Bên cạnh đó là cùng với đó thì nó còn có những phiên bản như là phiên bản màu trắng ngọc trai. Ngoài ra thì thiết kế của nó thì khá giống với đàn anh, đó là phím ở tăng giảm lượng vẫn ở bên phải, phím nguồn ở bên trái, và ở phía dưới là chỗ cắm sạc, phía trên là lắp cắm tai nghe. Oppo Joy Plus thì sở hữu cho mình đó là hai sim 2 sóng, khe cắm sim 1 là sim to, còn khe cắm sim 2 là sim micro và khe cắm thẻ nhớ. Mặc dù tên là Oppo Joy Plus thì tuy nhiên màn hình của Oppo Joy Plus lại không có sự đột phá nào cả. Nó vẫn được trang bị màn hình 4 inch, độ phân giải 480x800 pixel, cùng với tấm nền IPS giống như người đàn anh. Và đây cũng là một điều dễ hiểu, vì khi thực tế thì cho thấy chất lượng ảnh trên Oppo Joy khá là tốt. Vậy nên khi về màn hình nó không quyết định, Oppo không quyết định nâng cấp thêm cũng là điều hợp lý. Về cấu hình thì Oppo Joy sở hữu cho mình đó là bộ vi xử lý lõi kép xung nhịp 1.3GHz MediaTek và chip đồ họa Mali 400MP giống như người đàn anh, nhưng mà bộ nhớ RAM trên Oppo Joy Plus đã được nâng cấp từ 512 lên 1GB, do đó thì máy chạy mượt mà hơn rất nhiều, đồng thời cũng có khả năng đa nhiệm tốt hơn. Về dung lượng thì dung lượng trong của Oppo Joy Plus là 4GB, cùng với đó nó hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD lên đến 32GB. Hệ điều hành thì Oppo Joy được nâng cấp hơn so với người đàn anh của mình. Nó sở hữu cho mình đó là hệ điều hành Android KitKat 4.4, cùng với đó là những giao diện ColorOS độc quyền trên các dòng điện thoại Oppo. Về camera thì Oppo Joy không có quá nhiều thay đổi. Thiết bị này vẫn giữ cho mình đó là camera chính đó là 3 megapixel. Tuy nhiên thì ở phía mặt sau thì máy đã hỗ trợ thêm đèn flash, hỗ trợ chiếu chụp ánh sáng cùng với nhiều tính năng chỉnh sửa hình ảnh hiện tại. Camera trước của máy là VGA 0.73 megapixel. Giống như tất cả các sản phẩm smartphone của Oppo thì Joy Plus cũng mang cho mình giao diện ColorOS đặc và được nâng cấp từ phiên bản ColorOS 1.0 lên ColorOS 2.0 với nhiều tính năng mới mẻ và thú vị hơn. Có thể nói thì với giao diện này, Oppo mang đến sự tiện lợi tối đa nhất cho người dùng. Có thể nói tuy không phải là bản nâng cấp hoàn hảo của chiếc một smartphone giá rẻ, nhưng Oppo Joy Plus có những sự thay đổi đáng kể cả về thiết kế lẫn cấu hình, phần mềm và nhiều tính năng mới mẻ. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những thiết bị gây sốt thị trường smartphone giá rẻ trong thời gian tới.